Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình quay trở lại với video review dự án clip NPIC về cái trang web chính thức của dự án này, về cái nền tảng Monetize bài viết truyền thông với xã hội của bạn và có thể trợ giúp địa phương bạn yêu thích của bạn về cái chương trình mua mã thông báo ICO đang diễn ra với cái mã thông báo viết tắt là FNP. Và cái dự án này đang được rating trên ICO Ben 1.5/5 sao, ICO Max 9/10 sao, chắc ICO 4.3/5 sao. Và cái dự án này đang có mặt trên Telegram hay Kakao Talk, các bạn có thể theo dõi và các bạn có thể email để cập nhật thông tin mới nhất về dự án. Clip NPIC, hệ thống này là một phương tiện truyền thông xã hội hợp tác đầu tiên cho các doanh nghiệp địa phương hoạt động trong cái hệ sinh thái dựa trên công nghệ blockchain, và trong đó có giá trị được tạo ra được phân phối một cách công bằng và quy luật chung giữa tất cả các cộng tác viên tích cực. Nhiệm vụ chính là góp phần hoàn thiện nền kinh tế địa phương và thúc đẩy mạch tiêu thụ địa phương và có trách nhiệm. Với cái nền tảng Philip này sẽ cung cấp cho các doanh nghiệp khả năng hiển thị nâng cao được tạo ra bởi các sự tham gia cộng đồng và tạo ra giá trị, chia sẻ giá trị. Mã thông báo Philip và Philip Social này là một mã thông báo tiện ích được phân phối dựa trên cái chuỗi khối Ethereum. Thì Philip Social là một hệ thống phần tử dành riêng cho các thiết bị tự dân người dùng trong cái nền tảng. Cùng khám phá về cái Philip này, các bạn có thể theo dõi trên YouTube những cái video ở dưới đây. Về chương trình mã thông báo Philip Nick, viết tắt là FNP, với cái giá trị tiện ích tất cả sản phẩm dịch vụ được thanh toán bằng mã số trong hệ sinh thái và giá trị xã hội, và người nắm giữ cái token này sẽ có cơ hội trở thành đối tác đại sứ, là một cái đối tác tích cực trong cái nền tảng, và sẽ đồng cho là công ty sẽ có thể nhận được kinh doanh lên tới 20% ngân sách quy bổ nữa. Và cái mã thông báo này hiện tại đang có giá là 0.12 đô một token. Về cái phân bổ là chương trình ICO là 425 triệu token, bao gồm cả private, pre-sale và ICO là 250 triệu token. Còn lại marketing là 37.5 triệu token và quản lý là 37.5 triệu token. Về cái roadmap của dự án này thì các bạn có thể theo dõi. Nó tạo ra cho hệ sinh thái trong 2017-2018. Các ứng dụng có sẵn trên App Store và Google Play là Seneva, Paradigm, Motu Singapore tại các nước trên, và 9.000 doanh nghiệp, 7.000 người dùng và 50 đại sứ, 25.000 cộng đồng crypto và quan hệ đối tác chiến lược đăng ký tại Singapore, Indonesia, các vòng khác ở Geneva, Pháp, Trung Đông và Singapore, kết nối blockchain, POS điện tử và thành lập tên nhập thị trường châu Âu và châu Á. Với các tích hợp trong 2019-2020 về cái tích hợp thực tế ảo với các dữ liệu lớn và thâm nhập thị trường toàn cầu. Đối ngũ của dự án này cũng có Erin, Helen, Iranin, Crystal, Manic, Zero Hero, Jessica, Huyền Hoàng, Serigo, Fabi, Atam, Sarivo, Murigumba, Mary, Marigun. Cố vấn gồm có Ivan Skap, Simon, Cooking, Latvim, Lop, Jeremy, Hu, Nikola, Simic, Alex, Alex, Sevit. Ngoài ra gồm có Nalek, Hazard, Xavier, Haaland, Vinian Halat, Lessaro Zilan, Maron Lappan, Enea Prino, Chimo Tritun, Aren Chenton, Satin Luhat, Davi Chovia, Kamen Vietter, Penelope Messi, Pau Pariba, Samedimi, Anak Hardy, Alex Chata, Julian Weber, Kevin Pitt, Sylvia Brucci. Đối tác khác cũng có Tukan, Kate, KCDMS, Investment, Goodwin, Fashion Group, Vestimu, Distributive, Growth, Dark, Vivid, ICO League, Chuck ICO. Các bạn có thể theo dõi dự án này trên ICO, ICO League, Chuck ICO, Cosio, Map, ICO Glossy, ICO Red 4.4/5 sao, XMPI, Crypto, Compare, Coin, Techco, ICO Order, Top Bucket. Các câu hỏi thẳng thật như là thế nào để xác định nhận mua hàng của tôi, hệ sinh thái Philip là gì, ứng dụng Philip là gì, hay là ứng dụng có sẵn và Philip Social là gì, làm như nào để có thể đóng góp vào hệ sinh thái và nhận được việc Philip Social, cách sử dụng của Philip Social, mã thông báo Philip là gì, làm như nào để hoạt để có được cái token này, làm sao để có thể sử dụng cái mã thông báo này để sử dụng đối tác là gì, làm sao để trở thành một đối tác đại sứ mà blockchain Philip được kết nối là gì, điều gì xảy ra các bạn thông báo trên bạn, và mã thông báo này trong kho dự trữ sẽ được sử dụng như nào, nó góp cho của tôi được sự như nào, chuyên môn của cái Clicktech là gì. Những câu hỏi này đã được trình bày trên trang web chính thức clicktech.io. Các bạn có thể
email thông tin và những câu hỏi thắc mắc về dự án này. Hiện tại dự án này có mặt ở Singapore và Pháp. Hãy tải xuống ứng dụng này trên App Store và Google Play. Theo dõi chúng tôi trên Telegram, Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok, YouTube, Medium, Reddit. Vì đây là cái trang web của dự án này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video.